trả góp máy ảnh và ống kính qua sử dụng có khó hay không và lãi suất như thế nào? Thì bên em sẽ có hai hình thức trả góp. Một là trả góp thông qua thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng là thẻ có hạn mức sử dụng cho mình. Mình cần đem thẻ tới cửa hàng bên em quẹt và chỉ là trả góp. Ví dụ như ống kính 24-5F40L giá 7,9 triệu. Mình quẹt thẻ, mình chia đều cho 6 tháng. Thì mình lấy 7,9 triệu, mình chia cho 6, mình trả thôi. Mình không phát sinh thêm lãi nhưng có cái phí tham gia chuyển đổi. Hình thức thứ hai là trả góp thông qua công ty tài chính. Thủ tục của mình gồm có chứng minh nhân dân và bằng lái. Đem tới cửa hàng bên em, xong bên em lên hồ sơ thông qua công ty chính HD này. Thủ tục của mình mất khoảng tầm 30-45 phút. Mình có thể trả trước một phần. Ví dụ như ống kính này là 7,9 triệu, mình trả trước 2,9 triệu, mình vay lại 5 triệu. Thì cái đối với công ty tài chính sẽ có phát sinh lãi nha anh chị, lãi rất cao, cho nên mình cân nhắc. Đối với công ty tài chính ví dụ 5 triệu thì phát sinh có thể ra tầm 6,5 triệu. Đó, thì 7,9 triệu mình trả trước 2,9 triệu, còn 5 triệu cái mình phải trả tổng số phần còn lại là 5 triệu cộng với lãi ra tầm 6,5 triệu, thì cái đó rất là cao. Nên mình cân nhắc với công ty tài chính nếu mình cần hàng gấp để mình sử dụng cũng như đáp ứng nhu cầu công việc thì mình có thể chọn công ty tài chính HD. Được cái là nhanh gọn, mình lấy hàng về xài được luôn. Nhưng mà đối với thẻ tín dụng thì mình phải có thẻ. Thẻ tín dụng thì mình có thể yêu cầu ngân hàng cấp. Dạ, bên em có rất nhiều sản phẩm máy ảnh ống kính qua sử dụng luôn. Rất là nhiều dòng ở đây, thì nếu nhu cầu của anh chị có cần gì thiết bị nào thì nhắn tin cho bên em tư vấn mình kỹ hơn. Máy ảnh bên em có rất là nhiều dòng, hàng qua sử dụng Canon, Nikon, Sony, Fuji, rất là nhiều dòng, thì mình có thể nhắn tin cho bên em ha. Cảm ơn anh chị đã xem video.